Tôi xin kính chào ông chủ tịch, kính chào cha thân pháp luật và quý thân tá và toàn thể quý vị. Tôi làm cách mạng thì lâu rồi, từ 10 cho hết chống cộng, nhưng mà chỉ là dân chống cộng và ra mặt tất cả người Mỹ ở Việt Nam biết là tôi chống cộng, không cần quyền lợi để chống cộng. Đấy là cái ý nghĩa. Tôi là người công giáo, không thể mà sống chung với cộng sản được. Đấy là một cái lý do. Còn cái lý do xã hội thì cái cộng sản là thằng kẻ cướp, cướp quyền, cướp của nhân dân, nó độc ác thì không có tình yêu nước gì cả. Tôi chỉ yêu đảng của nó là đảng liền cướp. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn cụ Bách, cũng là cái giọng của cụ còn rất là tốt.